Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhắc đến chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Excel Wedding Diamonds, ông hoàng của ngành chế tác. Mệnh danh là cặp bài chung trong ngành chế tác đồng hồ, kim cương và vàng khối là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nhà thiết kế cũng như là các chuyên gia trong ngành đồng hồ cao cấp. Không chỉ nâng tầm giá trị sản phẩm trên thị trường, sự kết hợp ăn ý của cặp đôi này còn khiến các thiết kế biểu tượng trở nên hoàn mỹ, bất chấp mọi chuẩn mực thẩm mỹ của thời đại. Không ngừng sáng tạo và đổi mới, những nhà sản xuất đồng hồ chuyên nghiệp luôn biết cách làm mới, làm lạ và khai thác tối đa thế mạnh từ cặp đôi này. Trong muôn vàn những kiệt tác nhân loại, thì ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc tới mẫu đồng hồ Audemars Piguet Royal Excel Wedding Diamonds đang gây sốt thị trường trong thời gian gần đây. Là con cưng của ông trùm đồng hồ Audemars Piguet, thiết kế Royal Oak ra mắt năm 1972 đã mở ra một cuộc cách mạng mới trong ngành công nghiệp đồng hồ, nhanh chóng trở thành biểu tượng được thị trường săn đón. Không chỉ mê hoặc phái mạnh bằng những model thép không gì thanh lịch và sang trọng bậc nhất, Audemars Piguet Royal Oak còn khiến cho các quý ông mê mẩn bằng vẻ đẹp mới lạ, lộng lẫy, kết hợp tinh hoa của nghệ thuật kim hoàn với kỹ nghệ chế tác đồng hồ phức tạp và tân tiến. Bước ra từ thế giới của Audemars Piguet, phiên bản Royal Oak Excel Wedding Diamonds xuất hiện như một ông hoàng đầy uy quyền trong thiết kế vành bezel hình lục giác và bộ vỏ vàng hồng 18K đẳng cấp phủ kín kim cương sáng chói trên toàn bộ tổng thể bề mặt. Cụ thể thì có 860 viên kim cương được đính trên lớp vỏ đồng hồ, thêm vào đó là 275 viên kim cương đính trên mặt số. Nhưng đặc biệt nhất thì phải kể đến 25 viên kim cương dạng baguette thay thế các cọc chỉ giờ, tạo tác hiện lên trên cổ tay chủ nhân thật sự sống động và hoàn mỹ. Sự tài tình của người thợ kim hoàn không đơn thuần dừng lại ở cách lựa chọn, gia công những viên kim cương với nhiều kích cỡ tạo nên diện mạo hoàn hảo nhất cho tổng thể sản phẩm, mà còn được thể hiện qua lối sắp xếp thông minh, có trật tự rõ ràng cùng kỹ thuật đánh bóng vàng khối chuyên nghiệp. Hòa quyện cùng nghệ thuật kim hoàn, chiếc đồng hồ này còn sở hữu kỹ thuật chế tác máy bậc thầy được thể hiện qua bộ máy vận hành hiện đại tân tiến. Là sản phẩm độc quyền được sản xuất in-house, Audemars Piguet Caliber 3120 đã trở thành một chân trời mới cho bộ máy cơ học trong tình thế máy quartz đang dần chiếm lĩnh thị trường qua sự tiện lợi mà nó đem lại. Ẩn mình trong bộ vỏ chống thấm nước ở độ sâu 50m cùng với mặt kính sapphire chống chảy sức hiệu quả, bộ máy tự động Caliber 3120 thoạt nhìn thì có vẻ không đặc biệt lắm, nhưng lại mang trong mình sức mạnh khá ấn tượng. Bộ máy tự động này có cấu tạo gồm 278 chi tiết cùng với 40 chân kính với mức dự trữ năng lượng đạt 60 giờ đồng hồ và tần số dao động là 3 GHz. Trên thực tế, 60 giờ dự trữ năng lượng thì không phải là con số ấn tượng đối với những chiếc đồng hồ cơ hiện đại ngày nay. Nhưng mà điều đặc biệt là Caliber 3120 lại có thể làm được điều này chỉ với một hộp chữ cót, chưa kể là bộ máy thì còn được hoàn thiện tỉ mỉ từng chi tiết như những cầu nối được trang trí toàn bộ vân Côte de Geneva hay là roto vàng 22K, hai hướng tuyệt đẹp, chạm trổ những họa tiết mang đặc trưng của thương hiệu nhà Audemars Piguet, nổi bật ở hai bên được hoàn thiện tinh xảo. Và để tạo ra bộ máy đặc biệt thế này thì thợ chế tác đồng hồ trong xưởng sản xuất chuyên nghiệp đã tiến hành lắp ráp máy hoàn toàn là thủ công với công đoạn chế tác riêng lẻ. Mỗi một người thợ lại phụ trách một chi tiết máy khác nhau, không hề trùng lặp với nhau. Theo tuyên bố của nhà sản xuất thì mục tiêu của phương pháp này là đảm bảo tính liên tục cũng như chắc chắn tất cả các quy trình đều có thể kiểm soát chặt chẽ trong mọi thời điểm. Mỗi chi tiết máy đều được đánh số thứ tự và mỗi số chỉ được sử dụng một lần, cũng như việc thương hiệu luôn lưu giữ mọi thông tin về các chi tiết máy, đảm bảo luôn có dữ liệu sản phẩm, cho dù bộ máy này đã rời khỏi nhà máy nhiều năm về trước. Chính vì vậy mà mỗi thiết kế Audemars Piguet Royal Oak của thương hiệu luôn là một cá thể độc lập, và Audemars Piguet Royal Oak Excel Wedding Diamonds cũng là một kiệt tác trong kho tàng đó. Không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé! Và đừng quên đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!